Ngành ngân hàng tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong dịp tiếp cận nguồn vốn. Nhờ đó, vốn tín dụng ngân hàng đầu tư cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa đều tăng trưởng qua các năm. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ, đến cuối quý 1 năm 2023, dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 32.600 tỷ đồng, chiếm 22,91% tổng dư nợ và tăng 1,25% so với cuối năm ngoái. Riêng trong 2 tháng đầu năm, dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt gần 32.260 tỷ đồng, tăng 0,19% so với cuối năm ngoái. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được bình đẳng như các doanh nghiệp khác trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng theo quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước. Các tổ chức tín dụng cũng chủ động tiếp cận nhóm khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa ra nhiều chương trình, sản phẩm tín dụng phù hợp với đặc thù hoạt động của các khách hàng trong lĩnh vực này.